Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến động viên khen thưởng đột xuất cho Công an quận Thanh Khê về thành tích khám phá chuyên án bắt giữ đối tượng Lưu Mạnh Tuấn, 32 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận, chúc mừng và đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an quận Thanh Khê và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận trong đấu tranh khám phá thành công chuyên án, Đại tá Trần Đình Liên nhấn mạnh, Công an quận cần tiếp tục hoàn tất các hồ sơ thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu Công an quận Thanh Khê cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, tập trung tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền vui vẻ, an lành.